Xin chào các bạn. Đây là cái chậu hè tôi trồng ở vườn sau nhà từ nhiều năm nay. Nơi tôi đang định cư là thuộc thành phố San Jose, thung lũng Silicon của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Các bạn thấy cái chậu hè đang phát triển rất là xanh tốt. Từ cái lứa cắt đợt trước cho đến hôm nay là khoảng 4 tuần các bạn, tức là khoảng 1 tháng. Cái bụi hè các bạn thấy nó nở bụi. Đó. Hôm nay là được 1 tháng các bạn, kể từ cái lứa cắt lần trước. Thì tôi trồng hè ở vườn sau nhà tôi, thì cứ mỗi tháng là tôi cắt một lần. Hôm nay là tới ngày để cắt, tức là được 1 tháng rồi đó. Thì tôi ra tôi cắt cái hè này vô. Thì trước khi cắt thì quay phim để cho các bạn thấy. Thì các bạn thấy cắt một cái chậu hè nó vô được như đây đó các bạn. Vợ tôi đang lựa ra dạch sơ qua bỏ những cái lá già dưới gốc, rồi chia nó ra thành khoảng ba bó, dùng giấy báo quảng cáo chợ bên Mỹ này đó. Cuộn nó lại, gói nó lại, xong rồi cho vào bọc ni lông. Như vậy bỏ vào trong cái ngăn lạnh của cái ngăn đựng rau ở trong tủ lạnh đó, thì nó giữ được ít nhất cũng khoảng 2-3 tuần. Nó vẫn tươi các bạn. Một cái chi tiết quan trọng của các bạn là vì tôi đã có ý định sáng nay tôi cắt cái chậu hè này vô, cho nên từ chiều ngày hôm trước là tôi tưới nước cho nó tương đối khá khá để qua đêm cái hè nó hấp thu nước, nó tươi. Sáng sớm mình cắt vô thì trước khi cắt là mình không có tưới nước nữa. Như vậy cái lá hè nó sáng sớm nó mình tưới nước từ chiều hôm trước, nó hấp thu nước, nó tươi cứng lá hè. Và trước khi cắt mình không có tưới nước thì cái lá hè nó không có bị ẩm. Thì khi mình chia gói, mình bọc cái bằng cái tờ giấy báo vô, xong gói trong cái bọc ni lông để cất vào trong cái ngăn rau ở trong tủ lạnh, thì cái bó hè nó vẫn tươi mà nó không có bị úng thúi. Đó là cái chi tiết quan trọng các bạn. Đó các bạn thấy là dùng cái tờ báo quảng cáo ở chợ bên Mỹ này, người ta hay phát mỗi tuần đó. Gói lại xong rồi cho vào trong cái bọc ni lông. Cái bọc ni lông mà ở bên Mỹ này người ta gói rau ở chợ, mình đi chợ mua thường nó có một số cái lỗ người ta đục ở trên đó. Đó thì cho ở trong cái bọc ni lông đó.
Sau mỗi lần cắt vậy ấy, thì tôi bón một muỗng canh. Cái muỗng này là các bạn, một muỗng canh đầy của cái phân NPK 3/16 Standard Release. Tức là đây là cái loại phân tan chậm đó các bạn. Và tôi kết hợp với một muỗng canh của cái phân NPK 21/00 Standard Release. Nó cũng là một cái loại phân tan chậm, nhưng chỉ có cái chất đạm ở trong đó thôi. Hai cái loại phân này tôi đều mua ở Home Depot. Sở dĩ tôi kết hợp giữa phân NPK 3/16 tan chậm này và cái phân NPK 21/00 tan chậm này là để cho nó tăng cái sản lượng lá, đồng thời với cái hàm lượng của cái số giữa và cái số cuối 16/16, tức là phân phốt pho và phân kali với các bạn, thì nó vẫn giúp nuôi cái rễ của cái bụi hẹ và giúp cho cái lá hẹ nó cũng tương đối nó cứng, tức là nó không có mềm rũ quá. Và đồng thời tôi cũng rắc nửa xẻng của cái phân, đây là cái phân bò mà người ta đã xay nghiền chung với lại phân rác hữu cơ, tức là compost đó các bạn. Cái loại phân này tôi cũng mua ở Home Depot. Đó, tôi rắc khoảng cái xẻng như thế này, lấy phân nửa xẻng thôi các bạn. Tôi rắc mấy phân hạt kia lên trước, rồi tôi phủ cái phân bò mà có xay nghiền với lại compost này lên trên. Đây các bạn, tôi đã rắc đều hai cái loại phân lên trên mặt chậu rồi. Bây giờ tôi sẽ rắc phủ cái phân phân bò mà xay nghiền chung với compost mà nãy tôi nói, tôi sẽ rắc phủ lên trên. Mình bón phân xong á, mình phải tưới nước ngay cho nó các bạn. Tưới đẫm cho nó. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào các bạn.